Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trời hơi mưa. Đây là Huy Phu Bay đang hạ tấm pin mặt trời. Đây là tấm pin rộng 2m2, đang cho hệ thống hòa lưới là 15kW. Đây là sản phẩm trên xe đang bốc xuống. Hôm nay chúng tôi xuống tạm là 150 tấm. Bạn nào có nhu cầu về năng lượng mặt trời thì alo cho tôi để tôi sẽ có giải pháp mà để cho các bạn về năng lượng mặt trời. Sao bên chúng ta để truyền ra? Sao cứ như thế? À, nó phải giữ à? Pin này nặng là 24kg, rộng là 2m2. Đây là tấm pin mono dành riêng cho miền Bắc. Đây thì tôi sẽ giới thiệu về hàng số ở trong nhà. Hôm nay tuy thời tiết hơi mưa nhưng mà Huy Phu Bay làm việc không ngại mưa gió. Vâng, đây là sản phẩm tôi vừa xuống hàng. Nhanh qua để bạn sau quay lại bạn đằng sau một cái. Quay lại bạn đằng sau một cái. Đó, rồi, quay lại. Quay lại. Dàn của tôi thì hết 42 tấm thôi, nhưng mà tôi lấy thêm nữa để lắp cho những khách hàng tiếp theo. Vâng, chương trình giới thiệu về sản phẩm xuống hàng đến đây của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Các bạn thấy hay thì hãy like và share cho chương trình của chúng tôi. Huy Phu Bay, xin chào tạm biệt. Bye bye.